Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nhân quyền không phải là miếng ăn. Nhân quyền ở Việt Nam là một khái niệm nhạy cảm với cả chính quyền cũng như người dân. Quyền con người ở Việt Nam hầu như bị tước đoạt và thiếu những bảo vệ từ hệ thống pháp luật cũng như hành pháp và tư pháp. Chính vì thế mà hàng loạt vụ tra tấn, ép cung, vụ án oan như Hồ Duy Hải, Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thành Trấn, vân vân đã xảy ra từ Bắc vào Nam. Hay những vụ bắt giam hàng loạt nhà báo và những nhà hoạt động xã hội trong những năm gần đây cho thấy rất rõ điều đó. Cũng chính vì thế mà các lãnh đạo Việt Nam luôn bị chất vấn về nhân quyền khi giao thiệp với các thể chế văn minh Âu Mỹ. Mới đây, câu nói của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có vẻ đang đánh đồng giá trị quyền con người với chuyện cơm ăn áo mặc, đang dấy lên những phản biện trên mạng xã hội. Nhất là khi dư luận vẫn còn chưa hết đau xót vì hàng triệu người dân bỏ chạy khỏi các nơi như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai vì bị giam nhốt bằng những hàng rào chốt chặn, bị bỏ đói, bị mất niềm tin vì những lời hứa chỉ có trên TV. Đây là hình ảnh vào hôm 1 tháng 11, phát biểu trước kiều bào ở Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng: "Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân." Suốt hàng tháng trời, người dân buộc phải chạy trốn bằng xe máy, bằng cách đi bộ hàng ngàn cây số vì đã cùng đường và quá sợ hãi với cách chống dịch duy ý chí của chính quyền. Thế nên, câu nói đầy ngạo mạn của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thêm một lần nữa cứa vào nỗi đau của những người dân Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Phạm Đình Trọng đã đăng bài viết với tựa đề "Nhân quyền không phải là miếng ăn", được ông chia sẻ như sau. Trong chuyến công cán châu Âu cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2021 vừa rồi, tại nước Anh, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đầy tự tin cao giọng nói rằng: "Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không phải để ai thiếu ăn thiếu mặc khi khó khăn bỏ ai lại phía sau." Chưa bàn đến điều ông Thủ tướng quá chủ quan, quá kiêu ngạo cộng sản, quá tự mãn dẫn đến hậm hĩnh khi ông tự nhận là đã lo cho cả 100 triệu dân, không ai thiếu ăn, thiếu mặc, không bỏ ai lại phía sau. Có quá nhiều sự thật nghiệt ngã, trái ngược với điều ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vẫn cao ngạo nói. Chẳng cần dẫn chứng đâu xa, cả thế giới bị đại họa dịch bệnh COVID-19, nhưng không ở đâu dân bị bỏ rơi, cả triệu người phải đói khát, bơ vơ, hốt hoảng, nháo nhào, thục mạng chạy trốn vì cái chết dịch bệnh, chạy trốn cái chết vì không còn miếng ăn như ở Việt Nam vào hồi tháng 8, tháng 9 vừa qua. Đây là hình ảnh một gia đình ôm con còn đỏ hòn mới 9 ngày tuổi chạy xe máy 1.400 km về quê trốn dịch, ảnh trên báo gia đình.net. Chạy xe máy, chạy xe đạp, không có xe máy, xe đạp thì chạy bộ vài trăm km, cả ngàn cây số, nếu không bị bỏ rơi, không bị đói, việc gì người dân phải ôm con thơ mới sinh chưa được 10 ngày chạy cả ngàn cây số trong nắng mưa, đói khát, cơ cực và đầy bất trắc. Có người cũng chết thảm trên đường, nhưng dòng người chạy đói, chạy dịch bệnh vẫn nối dài. Còn quá nhiều chuyện đau lòng, dân đói, dân bị bỏ rơi, nhưng ở đây không bàn chuyện đó. Điều đáng bàn hơn là ông Thủ tướng còn có học hàm, phó giáo sư, học vị tiến sĩ mà hiểu về nhân quyền thô thiển, nông cạn đến mức coi nhân quyền lớn nhất chỉ là cơm ăn, áo mặc. Rằng nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân. Lời ông Thủ tướng nói trước truyền thông thế giới còn lưu trên giấy trắng mực đen trên băng ghi âm ghi hình tiếng Anh, tiếng Việt. Hạ thấp con người xuống hàng loài vật, coi con người cũng chỉ như một con vật, chỉ cần có miếng ăn cũng cho thấy hình hài con người văn hóa, con người nhân văn và nền tảng văn hóa thực sự của ông Thủ tướng có học hàm, phó giáo sư, học vị, tiến sĩ. Con người cá nhân, con người nhân văn là giá trị văn hóa tinh thần, là phần người cao quý đến thiêng liêng. Thời bầy đàn nguyên thủy, thời nô lệ, chủ nô, thời thần dân, vua chúa, số đông người dân trong xã hội chỉ là đám đông, là bầy đàn, chưa có cá nhân. Nô lệ, thần dân chỉ mong có miếng ăn để sống, không biết đến ứng thức cá nhân, không dám khẳng định sự có mặt của cá nhân. Đây là hình ảnh hàng ngàn người bị đấu tố và giết hại trong thời cải cách ruộng đất do chính quyền cộng sản tiến hành ở miền Bắc Việt Nam
trong thời gian vào năm 1953 đến năm 1956. Chủ nô, vua chúa cũng không thèm biết đến cá nhân mà chỉ biết đến đám đông công cụ. Chủ nô và vua chúa chỉ cần thí cho đám đông nô lệ, thần dân công cụ có miếng ăn đủ sống để sử dụng khai thác sức lao động và khai thác cả máu. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam nói rằng nhân quyền lớn nhất là cơm ăn, áo mặc, thì ông Thủ tướng cũng chỉ là một chủ nô, một lãnh chúa thời dã man tăm tối mà thôi. Và nhận thức xã hội, kiến thức văn hóa của ông Thủ tướng còn chìm đắm, còn ngục đặng trong dã man của thời Hồng Hoang, trong tăm tối của thời Trung Cổ. Ý thức cá nhân đòi hỏi phải được khẳng định sự có mặt của cá nhân trong cuộc đời, trong xã hội. Người dân phải có quyền bình đẳng và tự do ứng cử, bầu cử vào vị trí lãnh đạo, quản lý đất nước. Ông Thủ tướng cũng coi cơm ăn là nhân quyền lớn nhất của trăm triệu người dân Việt Nam, là ông Thủ tướng đã coi trăm triệu dân Việt Nam chỉ là bầy cừu, trăm triệu con phải trông chờ vào người chăn dắt là ông Thủ tướng lo cho miếng ăn. Đây là hình ảnh bốn tử tù Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Trưởng và Đặng Văn Hiến đang khiến công luận căm phẫn vì nỗi oan ức của họ. Trong quốc hội của Đảng, trong đảng của ông Thủ tướng, trong chính phủ của ông Thủ tướng, trong thần dân của ông Thủ tướng, còn nhiều người ở tầm nhận thức như ông Thủ tướng, chưa có con người cá nhân, chưa biết ý thức về cá nhân như ông Thủ tướng. Vì vậy, những việc làm man dợ, phản văn minh, phản con người mới diễn ra hàng ngày trong xã hội như là điều bình thường. Xin điểm vài sự việc. Quốc hội của Đảng cài đặt trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, các điều luật như 109, 117, 331 buộc tội người dân khi người dân thực hiện quyền con người, quyền công dân và sự quy kết rằng lật đổ chính quyền, rằng tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ để kết án và giam cầm rất nhiều công dân vô tội. Bản án tử hình với người nông dân giữ đất chính đáng Lê Đình Công, Lê Đình Chức cũng man dợ như giữa đêm công an xông vào tận giường ngủ xả súng giết chết lão nông vô tội Lê Đình Kình. Cũng man dợ như tòa án dị giáo Roma kết tội hỏa thiêu với nhà khoa học trung thực Bruno. Đây là hình ảnh sau khi giết cụ Lê Đình Kình một cách man dợ bằng nhiều phát đạn ngay tại phòng ngủ của ông, chính quyền Hà Nội tiếp tục tuyên án tử hình cả hai người con của ông là Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Từ thế kỷ 18, nhà triết học Pháp Voltaire đã viết: "Tôi không đồng ý anh điều nói, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ quyền anh được nói." Tự do báo chí, người dân được quyền ra báo chí tư nhân là thể hiện rõ nhất, lớn nhất quyền tự do ngôn luận. Thế nhưng 3 thế kỷ sau, đến tận thế kỷ 21, người dân Việt Nam vẫn chưa có quyền tự do ngôn luận. Từ đầu thế kỷ 20, Phan Châu Trinh đã chỉ ra con đường giành độc lập dân tộc của Việt Nam là khai dân trí, trấn dân khí. Khai dân trí thì người dân có ý thức được quyền con người, trấn dân khí là học tập, tập hợp sức mạnh người dân để sử dụng công cụ luật pháp đấu tranh giành độc lập. Khai dân trí, trấn dân khí thì tri thức phải đi đầu dẫn dắt lãnh đạo dân chúng, lãnh đạo và dẫn dắt đất nước. Nhưng cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, đưa giai cấp vô sản, bần cố nông, nghèo của cải, nghèo trí tuệ lên nắm quyền, dẫn dắt đất nước, đưa đất nước vào bạo lực, chiến tranh, máu và nước mắt, làm đứt gãy tiến trình công nghiệp hóa của đất nước Việt Nam, đưa xã hội Việt Nam trở lại thời tăm tối phong kiến. Con người không còn cá nhân, chỉ còn bầy đàn, đưa dân tộc vào lầm than để đến nông nỗi. Sang thế kỷ 21, loài người đã bước vào thế kỷ nguyên văn minh, tin học mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của chính quyền vô sản công nông Việt Nam. Khi đi ra thế giới, vẫn tự tin và hồn nhiên nói giữa thế giới văn minh rằng nhân quyền lớn nhất là cơm ăn, áo mặc. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên, tín hiệu gì? Hôm 8 tháng 12 năm 2021, trước khi tham dự lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang, Chủ tịch của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Thực tế, tỉnh Hà Giang được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 1891, bao gồm Phủ Tương Yên và huyện Vĩnh Tuy thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tháng 12 năm 1974, tỉnh Hà Tuyên được thành lập bằng cách hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1991, tại kỳ họp thứ 9, khóa 8 tại Quốc hội Việt Nam,
lại quyết định chia tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Với những dữ liệu vừa nêu trên, một số nhà quan sát cho rằng mục đích chính của Nguyễn Xuân Phúc đến Hà Giang không nhằm kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh này, mà thực chất là ông Phúc muốn đến thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên nhằm gửi đi một vài tín hiệu tới Bắc Kinh. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tại mộ các liệt sĩ trong Nghĩa Trang Vị Xuyên, một hành động hiếm có suốt vài chục năm qua của các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Hoàng Hợp đã nêu nhận định của ông với đài FA vào sáng ngày 9 tháng 12 như sau. Câu hỏi thứ nhất là tại sao ông ấy lại đi vào lúc này và sáng, đi tối về luôn, không đi thăm ai hết. Ngày xưa Trung Quốc đánh Việt Nam là vào ngày 17 tháng 2, trận Vị Xuyên ngày 12 tháng 7. Như thế, ngày ông Phúc đến thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên chẳng ăn nhằm vào đâu cả. Đấy là một tín hiệu đối với Bắc Kinh. Tín hiệu thứ nhất là Việt Nam không quên bọn xâm lược. Tín hiệu thứ hai là ông Phúc vừa Nga về, ông Phúc ký với Nga một thỏa thuận về an ninh rất tốt và có quyền tin vào sự hậu thuẫn của Nga tốt hơn trong vấn đề an ninh và các hợp tác khác. Thứ ba, do ông Phúc là một chính khách nên hoạt động đó là một tín hiệu gửi đến cho người dân, cho những người trong ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và những người khác trong Bộ Chính trị. Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đem quân tấn công các tỉnh dọc biên giới của Việt Nam với mục đích dạy cho Việt Nam một bài học. Và hai nước trở thành kẻ thù của nhau. Đây là hình ảnh cuộc động binh quy mô lớn của Trung Quốc khiến nhân dân Việt Nam và cả thế giới bất ngờ. Trong ảnh là xe tăng Trung Quốc vượt sông vào Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Đến năm 1991, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Và láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên chính là nơi đã yên nghỉ của hơn 1.800 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong công cuộc chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược từ năm 1979 cho đến năm 1989. Nghĩa trang được xây từ năm 1990 đến năm 1991 mới hoàn thành, trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã chấm dứt và trong hoàn cảnh quan hệ Việt-Trung đã trở lại bình thường. Tháng 4 năm 1979, báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam ước lượng tổng thương vong của quân đội Trung Quốc là 62.500 người. Phía Việt Nam thì có hàng ngàn dân thường cũng chết và bị thương. Còn theo tạp chí Time thì có khoảng 10.000 lính Việt Nam thiệt mạng và trên 20.000 lính Trung Quốc tử vong. Tướng Ngũ Tu Quyền, Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng Trung Quốc tuyên bố rằng số quân Việt Nam bị chết và bị thương là 50.000, trong khi con số tương ứng của Trung Quốc là 20.000. Cho đến nay, không có bất cứ số liệu nào chính thức và khả tín về con số thương vong của quân dân hai bên trong cuộc chiến ngắn ngủi và khốc liệt khi Trung Quốc đưa quân bất ngờ tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước vào ngày 17 tháng 2 và rút quân sau đó khoảng một tháng. Theo quan điểm của nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, ông Nguyễn Xuân Phúc là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm Nghĩa Trang Liệt sĩ Vị Xuyên tính từ năm 1991. Ông phân tích tiếp, năm 2011, khi Hà Giang kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, thì người cao cấp nhất trong Đảng và Nhà nước tham dự lễ là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Năm 2016, khi Hà Giang kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, nhà thì người cao nhất tới dự lễ này là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên, cả bà Ngân và ông Bình đều không hề thăm Nghĩa Trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc bị quân đội Việt Nam bắt giữ trong chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Theo tôi, việc ông Nguyễn Xuân Phúc thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên là ông ta muốn đưa ra thông điệp rằng bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ trong môi trường chiến lược nào mà ai động chạm đến độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hoàn toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, thì Việt Nam sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước như là những liệt sĩ nằm ở Nghĩa Trang Vị Xuyên đã anh dũng chống bọn xâm lược Trung Quốc trong 10 năm từ năm 1979 cho đến năm 1989. Việt Nam luôn tuyên bố coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc. Vào tháng 9 vừa qua, tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sang thăm chính thức Việt Nam,
Thủ tướng Việt Nam khẳng định rằng tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc là tài sản quý báu của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tuy vậy, theo một số nhà quan sát tình hình chính trị trong và ngoài nước, thì hai nước chỉ tốt với nhau ở ngoài mặt. Tuy Việt Nam phải nhẹ giọng vì thua kém Trung Quốc cả kinh tế và quốc phòng, nhưng không nhân nhượng với anh hàng xóm xấu bụng này. Đây là hình ảnh mạng xã hội Baidu của Trung Quốc vào tháng 9 đã công chiếu trailer phim Quân đội Vương Bài với những chi tiết xuyên tạc lịch sử cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam. Cụ thể, vào hôm 9 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng phản đối việc một số hacker được cho là có sự hậu thuẫn của chính phủ Trung Quốc đã tấn công vào văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản và Quốc hội của chính phủ Việt Nam. Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức chiều 17 tháng 10, người phát ngôn của Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến phim Quân đội Vương Bài của Trung Quốc với các chi tiết xuyên tạc lịch sử cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam vào những thập niên 1980. Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến các thông tin liên quan đến Quân đội Vương Bài. Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn và khách quan. Bà Thu Hằng đã khẳng định như vậy. Vào hồi tháng 9, mạng xã hội Baidu của Trung Quốc đã công chiếu trailer phim Quân đội Vương Bài. Theo thông tin từ giới thiệu từ Baidu, bộ phim có mốc thời gian năm 1983. Các nhân vật tham gia chiến đấu và giả phá bom mìn tại Quảng Tây, một tỉnh giáp biên giới với Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh của Việt Nam. Trong đoạn phim giới thiệu, có phân cảnh quân đội Trung Quốc giáp lá cà và đánh nhau với đối phương là những người ngụy trang trong lớp lá cây cỏ, dùng súng tiểu liên AK. Đây là hình ảnh đối chiếu trang phục của các diễn viên Trung Quốc mặc trong bộ phim Ảnh phía dưới và quân phục của quân đội Trung Quốc trong giai đoạn diễn ra chiến tranh biên giới 1979. Không chỉ có vậy, trang phục mà các diễn viên Trung Quốc mặc trong bộ phim này trùng khớp với quân phục giai đoạn họ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam vào năm 1979. Nhiều khung cảnh xuất hiện trong phim ngắn, quân đội Trung Quốc bắn pháo binh. Pháo binh cũng là lực lượng được Trung Quốc sử dụng nhiều nhất trong các trận chiến ở Vị Xuyên, Hà Giang. Chiến địa được nhiều người lính Việt Nam vệ quốc vào hôm 30 năm trước gọi là Lò Vôi Thế Kỷ, với hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ nằm rải rác trên các cao điểm núi đá biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên Weibo là mạng xã hội của Trung Quốc, một tài khoản lan truyền những thông tin sai lệch của lịch sử và sự thật lồng vào phim Vương Bài rằng phim Vương Bài lấy bối cảnh phim là những năm 1980, khi lực lượng quân sự của Việt Nam mạnh lên không ngừng, họ cũng bắt đầu có nghĩ ý đồ xấu đối với lãnh thổ của Trung Quốc và phát động một cuộc quấy rối và xâm phạm biên giới của Trung Quốc. Một khán giả bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội rằng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên có hơn 1.700 liệt sĩ đang yên nghỉ, trong đó vẫn có gần 300 ngôi mộ chưa biết tên và một ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ hy sinh tại Hang Sập. Nỗi đau từ chiến tranh biên giới phía Bắc vẫn còn đó, vậy mà họ dám đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử để xuất hiện trên phim như một anh hùng. Thật không thể tưởng tượng được.